đó nhà nha. Đổ gại mùa nước rồi nên mình có bắt được vài con cá nên mình sẽ làm món gì đó để quay cho cả nhà xem. Giờ hai mẹ con mình đi hái những lá rau, cái này gọi là bằng lăng, ăn cũng chán rất là ngon luôn. Rau thì chiều em đã chuẩn bị sẵn một mớ rau, bây giờ em sẽ nướng cá lóc và ăn với rau chấm với nước mắm chua ngọt nha cả nhà. Trong khi chờ đợi nướng cá, bây giờ em sẽ ăn trái cây. Đây là xài keo, còn đây là bử. Đây chén muối ăn trước, chờ một hồi cái bữa xong mình sẽ nướng cá. Bắt đầu bỏ cá lên bếp nha cả nhà. Em sợ con cá nó dãy nên em mới lấy gì gấp để cái bữa trái cho quăng bên. Ồ, con cá hấp dẫn quá cả nhà ơi, bèo bè luôn đi gấp rồi nè. Thôi xong gấp luôn, mình sửa đi cá. Cá ngon quá.
Rồi bây giờ mình sẽ cá ra nha cả nhà. Rồi cá nóng hổi luôn, thơm phức, bốc khói luôn này, thấy không? Cá này có trứng nha cả nhà. Đây, đây cái trứng nó bự lắm luôn, hai cái trứng rất là ngon luôn. Đây, mẹ Kho ơi, hai cái trứng ngon quá. Rồi bắt đầu mình cuốn chén nha. Đây đá bằng lăng mình mới đi hái vô đây. Cái gì? Gì mà đá bằng lăng? Lá bằng lăng. Đá là không? Sẽ giả cá bỏ vô. Nghe kiểu cao su. Bánh tráng này mình mua bánh tráng không nhúng nước nha cả nhà. Đây, ngay luôn rồi. Ngon quá. Cá lóc đầm ngọt. Trứng hả? Dai ngon quá. Gào thơm. Còn cá bánh trứng. Lấy miếng trứng nào. Cả luôn. Ngon quá hết không? Con ăn phần lá trên. Ăn phần lá trên rồi. Con không ăn cuốn lá. Cầm lên cắp cái tay lại. Nhớ bắt đầu nó lại. Ừ đúng rồi. Cắp vô. Lá bằng lăng ăn thơm quá. Trời ơi ăn từ từ thôi. Ngon không? Ngon không? Trứng thơm không? Trứng cá lóc là số dách